Xa xôi ta quay gốc trở về đây. Này các đệ cùng ta xếp lá chưa môn, bước vào liễu đã trang ấy nghe chưa. Anh em hai chúng ta hãy hàng thẳng lối nguyên, cúi đầu. Và còn đây, chỉ còn ba nén hương này nữa thôi. Chút lát nữa đấy, cổ áo quan của bà sẽ được đưa về trong ba lòng đất lành. Chỉ còn dây bút ngắn ngủi này nữa thôi, tất cả con cháu về đây không còn nghe tiếng nói của mẹ, tiếng cười của bà, cũng như mâm cơm đoàn tụ ngày nào nay đã gắn bà thật trời mãi mãi. Chỉ còn ba nén hương này, nay con cháu chính tê đầu tứ bản. Thank you.
vạn dặm xa xôi quê hương trở về đây. Này các đệ cục ta xếp lá chiêu môn, bước vào liễu nghe trang nó nghe chứ. Này áo bên trong là hồng hoàng sáng chói, tại sao hôm nay cửa đóng phen cài? Các tiếng kêu ai ở bên trong? Bụng mổ ta đầy sức đầu lộ diện đa. Mô Phật thì ra một thiền sư à. Mô Phật thí chủ là ai mà kéo quân gần gần gỗ gỗ đến tận nơi này? Hãy xưng tánh xưng thiền cho tiền sư ta được gõ. Được, nay tiền sư biết danh tánh của mộ ta đây à, để mộ ta nói cho tiền sư được biết. Trên cao long có đức trọng làm thầy, sai ta xuống cái đây trừ ta mà sắp quý. Tay ta đi cầm thằng cán thẳng trị, miệng ta lại ngầm phù thủy phun ra. Nay ta gặp ma ta đã ma, gặp quỷ ta trả quỷ, nên người đời gọi ta là Hoàng Sơn danh chạy. Nay là tướng cướp Trương Hoành đa. À, đó là tướng cướp Trương Hoành. Đúng. Hôm nay ta nghe danh biết tiếng, hôm nay ta được thành kiến không? Vậy này tướng cướp Trương Hoành, có chuyện chi? Đây không phải là hòm vàng, đây không phải là hòm vàng, đây cũng không phải là hòm bạc, đây chẳng phải là hòm bạc. Đây là một cổ quan tài của bà mới vừa cởi hạ quy tiên. Một cổ quan tài của bà đã cởi hạ quy tiên. Mấy đêm ngày ta tụng kinh chữ Di Đà cho bà được siêu thoát về Tây Phương Cực Lạc. Một mình ta thì đem ra an táng cho phần mộ thì không được. Vậy nay gặp thầy trò kim tướng Trương Hoành, hãy thay ta mà lực giúp người đàm nghĩa được chấm. Được, vậy là mấy lâu nay thiền sư đến đây tụng niệm chữ Di Đà. Một hôm thiền sư đến về nơi dân cửa Phật, còn xác của bà tại tư gia. Nay thiền sư muốn nhờ mẫu ta đây giúp người làm nghĩa đó. Mô Phật. Được, vậy là ta xin nhận lời thiền sư giúp người làm nghĩa. Như trước khi ta nhận lời, này hỏi thiền sư, thiền sư cho ta biết danh tánh của thiền sư từ đâu đến. Nay thiền sư đến đây dám chặn đường chặn ngọ, hãy nói qua đây cho mẫu ta dễ bề xưng hô đó. Mô Phật. Nay ta ở tại động tiền, tên của ta đi thì không đổi đời, đứng không đổi họ. Tên của ta thiệt là Bổ Linh Tự Gọi. Bổ Linh Tự Gọi à? Mô Phật. Vị này trò biết tên ta thì dậy nay kiến trở về động tiền để lo tu luyện. Xin cáo biệt. Mô Phật. Này hỏi tất cả ba quân tương si, này mới chút đó mà thầy đã về nơi văn ngăn tự. Còn cổ áo quan anh em tới nặng nề trên vai. Này các đệ cục ta hai hàng thẳng lối, bước vào bên trong để khò quân đại đáng an thần mộ. Như trước khi ta bước vào bên trong, này các đệ hãy thắp ngọn đuốc để học, để đại ca xâm nhập vào bên trong tháp quan cơ cổ tường căn giả đà.
một lần nữa kính thưa toàn thể các tỉnh Tân Nguyên và kính thưa toàn thể bà con các bác và các chị em đã có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Trong ngày hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2022 và đầu năm đầu tháng, cô chú bác chúng ta mặn ăn không được. Bà con các bác và các chị em nào có tấm đồng vàng hay bò vào đây 10.000, 20.000 để cho ma quỷ nó lấy những cái xuôi, cái vội, cái bệnh, cái hoạn, cái sao, cái hạn, cái tâm tai, cái nặng, cái nhẹ của chúng ta. Đối với bà con các bác và các anh chị em chúng ta, năm 10.000 chẳng đáng là bao. Như bà con các bác và các anh chị em bỏ vào đây là bỏ đi những cái xuôi, cái vội, để cho ma quỷ nó lấy những cái xuôi, cái vội, cái bệnh, cái hoạn, cái sao, cái hạn, cái tâm tai, cái nặng, cái nhẹ. Chứ khi em cháu dứt lời, chúc cho toàn thể cô chú bác và các anh chị em. Nay nhị đệ, nay gió công cứu rồi yêu nghiệp nhất cao cường cho mạnh dạng. Các đệ hãy cẩn thận, xâm nhập vào bên trong. Ai ai wow. Bỏ xuống ra ngoài kìa. Còn mấy tao bỏ lên thềm này, bỏ dưới cái thềm đó. Trời ơi trời, mấy mày có quýnh đâu, mấy mày đâu biết đâu. Đứng ở ngoài cười không mà. À ai da,